Singapore và Brunei mới đây đã cảnh báo thu hồi 5 sản phẩm thực phẩm có chứa chất cấm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin này. Cụ thể là sản phẩm cà phê Al-Ambiat Cà Phê Nature Her Coffee, sản phẩm Kobe Zatan Alimatka, sản phẩm kẹo Paris Zaga Candy và trà Freaky Fit, viên đăng Sandidan Painean Kaoyao. Cục An toàn thực phẩm cho biết từ tháng 9 năm 2014 cho đến nay, các sản phẩm trên chưa được cấp công bố tại cục nhập khẩu vào Việt Nam. Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm này và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức cá nhân có bán các sản phẩm này. Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cảnh báo này để khuyến cáo đến người tiêu dùng.